Hoàng Anh rất cảm ơn và kính chào quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada, kênh mang đến những tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada tối thứ Năm ngày 6 tháng 6 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Calgary rơi vào tình trạng nguy cấp nguồn nước, theo cập nhật mới nhất vào tối thứ Năm hôm nay. Các đội cứu hỏa ở thành phố Calgary của tỉnh bang Alberta vẫn tiếp tục làm việc để xác định và sửa chữa vụ vỡ thảm khốc trong đường ống dẫn nước chính, khiến cho nhiều khu vực của thành phố rơi vào tình trạng nguy cấp nguồn cung nước. Vụ vỡ ống nước xảy ra vào tối thứ Tư tại một tuyến đường chính rộng 2 mét, khiến cho các đường phố ở khu vực Montgomery bị ngập và buộc một số con đường phải đóng cửa, bao gồm cả đại lộ 16 ở cả hai hướng. Thành phố đang dưới lệnh hạn chế về nước giai đoạn 4, kêu gọi người dân hãy tiết kiệm nước bằng cách hạn chế các hoạt động như là rửa bát và tắm rửa. Hiện có khuyến cáo về đun sôi nước có hiệu lực đối với khu vực Bowness, yêu cầu cư dân phải đun sôi nước ít nhất 1 phút để uống, đánh răng và chuẩn bị thức ăn. Vỡ đường ống nước đã ảnh hưởng đến áp lực nước ở một số khu vực lân cận, bao gồm Parkdale, Hillhurst và Scarborough, cũng như các cộng đồng lân cận như là Airdrie và Chestermere. Thị trưởng Calgary, Jyoti Gondek, cảm ơn người dân vì những nỗ lực bảo tồn nước của họ và nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục giảm lượng nước sử dụng. Thành phố đã triển khai các xe chở nước đến các khu vực bị ảnh hưởng và cung cấp nhà vệ sinh di động cũng như nước đóng chai tại 7 trường học bị ảnh hưởng. Các đội cứu hộ đang làm việc suốt ngày đêm để xác định vị trí và khắc phục vết vỡ trên đường ống dẫn nước dài 11 km đã được lắp đặt vào năm 1975. Các quan chức cho biết có thể mất nhiều ngày để xác định nguyên nhân và xác định mức độ cần sửa chữa. Kế hoạch khẩn cấp của thành phố đã được ban hành và cảnh báo cấp tỉnh cũng đã được ban hành. Nhấn mạnh tình trạng quan trọng của nguồn cung cấp nước và tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước để bảo đảm cung cấp đủ nước cho hoạt động chữa cháy khẩn cấp. Cảnh sát Montreal đã mặc đồ chống bạo động, sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học McGill ngay sau 7 giờ tối nay. Những người biểu tình đã rào chắn trong tòa nhà hành chính James, yêu cầu trường đại học này cắt đứt quan hệ với các công ty mà có liên quan đến cuộc xung đột của Israel với Hamas. Những người biểu tình do nhóm đoàn kết vì nhân quyền Palestine SPHR của McGill là nhóm Solidarity for Palestinian Human Rights tổ chức đã kêu gọi trường đại học thoái vốn khỏi các công ty như Lockheed Martin, Elbit Systems và Thales. Bất chấp những nỗ lực của cảnh sát, bao gồm cả việc sử dụng hơi cay và bình xịt hơi cay, đám đông đã nhiều lần tái họp lại. Cảnh sát vẫn ở trong khuôn viên trường vào lúc 8 giờ 30 tối nay và có thể sẽ bắt giữ theo những cập nhật mới nhất. Người dân Canada kỷ niệm 80 năm ngày D-Day trên bãi biển Juno ở Normandy. Thủ tướng Justin Trudeau, người đồng cấp Pháp Gabriel Attal và hoàng tử William cùng với những nhân vật quan trọng khác đã đến thăm bãi biển Juno, nơi những lá cờ mang lá phong tung bay trong làn gió nhẹ. Hàng ghế đầu trong đám đông hàng ngàn người là 13 cựu chiến binh Canada mặc quân phục. Người lớn tuổi nhất trong số họ đã 104 tuổi. Những người này đã sống sót sau nỗ lực trong chiến tranh trên cùng một bãi biển cách đây nhiều thập kỷ. Thủ tướng Trudeau nói, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được món nợ to lớn mà chúng tôi nợ các bạn. Thủ tướng Trudeau nói với họ khi ông có bài phát biểu lưu ý về vai trò vô cùng quan trọng mà Canada đã được trao trong nỗ lực của đồng minh. Thủ tướng Trudeau cũng đã đưa ra một lời cảnh báo. Nền dân chủ vẫn đang bị đe dọa ngày nay. Nó bị đe dọa bởi những kẻ xâm lược muốn vẽ lại biên giới. Nó bị đe dọa bởi sự kích động, thông tin sai lệch, sự can thiệp của nước ngoài. Thủ tướng Pháp cũng đã cảnh báo rằng thế giới không được khuất phục trong bài phát biểu của mình. Sau khi dành một phút mặc niệm cho những người đã hy sinh, Thủ tướng Trudeau, Thủ tướng Attal và Hoàng tử William đã đi bộ đến cồn cát và đặt vòng hoa tưởng niệm. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Canada kết thúc bằng màn trình diễn của The Truth. Khi họ hát bản nhạc Highway of Heroes, một trong những cựu chiến binh Canada đã lau nước mắt, hai nhà lãnh đạo và Hoàng tử William đã dành một vài phút để trò chuyện với từng cựu chiến binh Canada sau buổi lễ, khom người hoặc cúi xuống để đến gần hơn và nắm chặt tay họ. Liên đoàn các thành phố Canada gọi tắt là FCM đã ban hành các khuyến nghị mới, kêu gọi các chính quyền liên bang, tỉnh bang và vùng lãnh thổ hiện đại hóa nguồn tài trợ và thiết lập một khuôn khổ hỗ trợ mới cho các thành phố. Trong một bài báo thảo luận được công bố vào hôm nay,
FCM nhấn mạnh rằng các thành phố đang phải vật lộn để tài trợ và duy trì các dịch vụ do khuôn khổ doanh thu lỗi thời trong bối cảnh dân số Canada tăng kỷ lục. Liên đoàn các thành phố Canada FCM đang ủng hộ một khuôn khổ tài chính mới để hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu như là giao thông, nước, nhà ở và cơ sở hạ tầng. Các khuyến nghị chính bao gồm tăng 2,6 tỷ đô la chuyển nhượng trực tiếp hàng năm cho các thành phố, lập chỉ mục chuyển nhượng liên bang theo GDP và mở rộng các khoản chi đủ điều kiện theo chuyển nhượng liên bang để trang trải chi phí hoạt động và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, thì liên đoàn các thành phố FCM yêu cầu các chính quyền tỉnh và vùng lãnh thổ hỗ trợ tài trợ liên bang tổng cộng là 5 tỷ đô la mỗi năm cho các thành phố. Ông Scott Pierce, chủ tịch của FCM và thị trưởng của thị trấn Core của Quebec, đã nhấn mạnh đến gánh nặng tài chính đối với các chính quyền địa phương do dân số tăng cao. Ông kêu gọi một nỗ lực chung để hỗ trợ chất lượng cuộc sống cho người dân Canada. Các chính trị gia thành phố đang tụ họp tại thành phố Calgary cho hội nghị thường niên của Liên đoàn FCM. Liên đoàn FCM chỉ ra rằng việc quá phụ thuộc vào thuế tài sản hiện nay đang hạn chế doanh thu của thành phố, vốn không bao giờ có ý định chi trả cho các dịch vụ như là nước thải, thu gom rác thải và nhà ở xã hội. Thị trưởng Con Deck của Calgary kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn của liên bang, lưu ý đến nhu cầu lớn về nhà ở và cơ sở hạ tầng của thành phố Calgary. Hội nghị kéo dài 4 ngày tại trung tâm hội nghị TELUS dự kiến sẽ bơm hàng triệu đô la vào nền kinh tế của Calgary và sẽ có các cuộc họp của hội đồng thị trưởng thành phố lớn và các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo chính trị liên bang. Giá thuê trung bình của Canada đã đạt kỷ lục mới trong tháng 5, theo một báo cáo từ Rentals.ca và Urban Nation tiết lộ rằng giá thuê trung bình ở Canada đã đạt mức cao kỷ lục mới là 2.202 đô la một tháng trong tháng 5, tăng 9,3% so với năm trước. Vancouver có giá thuê căn hộ apartment, một phòng ngủ, cao nhất ở mức 2.671 đô la. Tiếp theo là thành phố Burnaby ở mức 2.545 đô la và Toronto thì ở mức 2.479 đô la một tháng. Giá thuê trung bình trên toàn quốc cho căn hộ một phòng ngủ là 1.927 đô la. Trong khi căn hộ 2 phòng ngủ trung bình là 2.334 đô la. Các căn hộ apartment được xây dựng có mục đích cho thuê, có giá chào thuê tăng 13,7%, trung bình là 2.146 đô la. Trong khi giá thuê chung cư condo thì tăng 3,4%, lên 2.312 đô la. Alberta đã chứng kiến mức tăng giá thuê là 17%, và vùng Atlantic Canada thì chứng kiến mức tăng 15%. Trong khi đó, tỉnh BC và Ontario có giá chào thuê cao nhất. Một cuộc thăm dò của Ipsos từ tháng 4 chỉ ra rằng 80% người Canada hiện tin rằng chỉ những người giàu có thể sở hữu nhà. Thời gian di chuyển của Gardiner Expressway tăng 250% đối với một số phương tiện kể từ khi sửa chữa đường. Thời gian di chuyển trên Gardiner Express đã tăng tới 250% trong giờ cao điểm buổi sáng kể từ khi đợt sửa chữa đường cao tốc mới nhất bắt đầu cách đây 2 tháng. Gã khổng lồ về tin học viễn thông Geotab Intelligent Transportation Systems có trụ sở tại Oakville đã khai thác trí tuệ nhân tạo cùng với GPS và các công nghệ dự báo để đánh giá tác động của việc xây dựng từ Dufferin đến Strachan đối với năng suất kinh doanh và dữ liệu thực tế về tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng do các hạn chế làn đường mới nhất gây ra. So sánh thời gian di chuyển vào mô hình của 10.000 phương tiện trong những tháng trước và sau khi bắt đầu xây dựng, Geotab tiết lộ rằng các tài xế thương mại hiện dành nhiều thời gian hơn 80% để lái xe mỗi ngày trên Gardiner. Trong giờ đi làm từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng, thời gian di chuyển tăng tới 250% trên các làn đường hướng về phía Tây. Trong khi vào giờ cao điểm buổi chiều, thời gian di chuyển tăng tới 230%. Thời gian lái xe trung bình bị ảnh hưởng nhiều nhất là khoảng 8 giờ sáng. Đường cao tốc dài 700 mét đang trong giai đoạn thứ 2 trong 6 giai đoạn. Theo thành phố, việc cắt giảm 30% sức chứa làn đường ảnh hưởng đến khoảng 200.000 phương tiện mỗi một ngày. Geotab báo cáo rằng lượng phương tiện thương mại di chuyển dưới 25 km một giờ đã tăng gấp đôi kể từ khi bắt đầu xây dựng và ba tuyến đường thay thế hàng đầu là Harbour Street, Lakeshore Boulevard và Cherry Street đã chứng kiến lưu lượng giao thông tăng trung bình 43%. Thời gian di chuyển tăng cao cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng khí thải, gây ra thêm 1.200 kg carbon dioxide mỗi ngày, tăng 23% theo dữ liệu. Các hạn chế về làn đường ban đầu được lên kế hoạch áp dụng trong 3 năm, sẽ chỉ được dỡ bỏ trong giải đấu FIFA World Cup năm 2026. Nhưng sau sự phản đối của người lái xe,
Hội đồng thành phố Toronto đã bỏ phiếu vào tháng 5 để xem xét việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Các nhân viên thành phố đã được chỉ đạo xem xét tính khả thi của công việc sửa chữa 24/7 trong số các chiến lược khác. Cảnh sát Toronto đang truy lùng một tài xế sau vụ người đi bộ đã bị tông chết. Cảnh sát Toronto cho biết họ đang truy tìm một tài xế liên quan đến vụ tông chết một người đi bộ ở khu vực Roncesvalles của thành phố vào sáng sớm thứ Năm. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đi bộ đã bị tông gần đại lộ Roncesvalles và Bustad vào khoảng 5 giờ 15 sáng và tài xế không còn ở hiện trường. Người đàn ông đi bộ được tuyên bố đã tử vong. Không có thông tin về người lái xe hoặc phương tiện. Các con đường trong khu vực đã bị đóng cửa vào sáng thứ Năm hôm nay để điều tra. Cảnh sát đã cảnh báo những người lái xe có thể sẽ bị chậm trễ trong khu vực này. Sữa bột trẻ em bị đánh cắp, quần áo, hàng hiệu bị cảnh sát Vancouver tịch thu trong cuộc truy quét kéo dài nhiều tháng. Cảnh sát Vancouver cho biết các sĩ quan đã bắt giữ 5 người và tịch thu hơn 650.000 đô la tiền mặt, ma túy và tài sản trong một cuộc truy quét kéo dài nhiều tháng, nhằm vào những tên tội phạm có tổ chức mua và bán hàng hóa bị đánh cắp ở Downtown Eastside của thành phố. Hàng hóa bị tịch thu bao gồm từ quần áo và đồ điện tử của nhà thiết kế đến thuốc giảm đau không kê đơn và sữa bột trẻ em mà các nhà điều tra đã theo dõi từ vỉa hè của khu phố nghèo nhất của thành phố đến những ngôi nhà ở East Vancouver. Thanh tra cảnh sát Vancouver Mario Mastroviari cho biết trong một tuyên bố vào hôm nay rằng bọn tội phạm có tổ chức đang tuyển dụng những cư dân tuyệt vọng và nghiện ma túy ở Downtown Eastside, ăn cắp từ các cửa hàng để đổi lấy một phần nhỏ giá trị của hàng hóa. Sau đó, hàng hóa bị đánh cắp được bán trực tuyến với mức lợi nhuận đáng kể. Bắt đầu từ tháng 3, các nhà điều tra cho biết một người đàn ông và một người phụ nữ ngoài 60 tuổi đã bị phát hiện mua tài sản bị đánh cắp trên phố East Hastings. Tài sản đã được theo dõi đến một ngôi nhà trên phố East Georgia ở khu phố Strathcona của thành phố, nơi một cuộc khám xét đã phát hiện ra một kho hàng bị đánh cắp, trị giá ước tính là 150.000 đô la. Hai người này đã bị bắt vì tội tàng trữ tài sản bị đánh cắp và 155.000 đô la tiền mặt cũng bị tịch thu. Vào tháng 4, cảnh sát đã bắt được hai người khác mua hàng hóa bị đánh cắp gần phố East Hastings và phố Carrall. Cuộc điều tra sâu hơn đã dẫn cảnh sát đến những ngôi nhà ở khu vực Kensington, Cedar Cottage và Hastings Sunrise. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi và một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đã bị bắt và cảnh sát đã thu giữ 233.000 đô la tiền đồ vệ sinh cá nhân, đồ điện tử, vitamin, rượu và các hàng hóa khác bị đánh cắp, cũng như hai chiếc xe. Vào tháng trước, các điều tra viên đã thực hiện lệnh khám xét tại một ngôi nhà trên phố Nanaimo gần công viên Trout Lake sau khi một người phụ nữ 52 tuổi được cho là đã mua tài sản bị đánh cắp ở Downtown Eastside. Cảnh sát đã tịch thu một chiếc xe hơi và ước tính 107.000 đô la tiền mỹ phẩm, quần áo, ví hàng hiệu, vitamin và rượu bị đánh cắp. Các điều tra viên cũng phát hiện ra khoảng 10.000 đô la cocaine và fentanyl. Theo các nhà điều tra viên, người phụ nữ đã bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc tàng trữ tài sản bị đánh cắp cũng như các cáo buộc liên quan đến ma túy. Thanh tra cho biết tội phạm đã kiếm được hàng ngàn đô la mỗi tuần trong nền kinh tế ngầm của việc bán lại hàng hóa bị đánh cắp trực tuyến. Các vụ bắt giữ là một phần trong giai đoạn mới nhất của dự án mã vạch Project Barcode của Sở Cảnh sát Vancouver, bắt đầu vào tháng 2 năm 2023 để chống lại nạn trộm cắp vặt trong thành phố. Sở Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 1.200 vụ và thu hồi được 1,4 triệu đô la tài sản bị đánh cắp kể từ khi dự án này bắt đầu. Cảnh sát đã thu hồi 29 chiếc xe bị đánh cắp trong các container vận chuyển tại các cảng của tỉnh BC. Hai người đàn ông từ Metro Vancouver đang phải đối mặt với hơn một chục cáo buộc sau khi cảnh sát đã thu hồi được 29 xe bị đánh cắp, được tìm thấy trong các container vận chuyển tại các cảng của British Columbia. Các nhà điều tra cho biết, những chiếc xe này bao gồm cả Range Rover và xe bán tải đời mới đã bị đánh cắp từ khắp vùng Lower Mainland trong những tháng gần đây bằng cách sử dụng công nghệ mà cảnh sát mô tả là tinh vi. Hồ sơ tòa án cho thấy Mohamed Will Ozer, 29 tuổi và Omar Will Ozer, 20 tuổi, mỗi người phải đối mặt với 14 cáo buộc liên quan đến trộm xe hơi, sở hữu và buôn bán tài sản bị đánh cắp. Hai người đàn ông này đã bị bắt tại Surrey của tỉnh BC vào ngày 22 tháng 5 với sự hỗ trợ của một đội ứng phó khẩn cấp. Cảnh sát ước tính tổng trị giá của những chiếc xe bị đánh cắp là 2,5 triệu đô la. Eugene Lân, quyền sĩ quan phụ trách đội chống trộm xe hơi của tỉnh, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng
Những người sở hữu xe mới đôi khi cho rằng các cơ chế chống trộm tích hợp và công nghệ mới có nghĩa là xe của họ ít có khả năng bị đánh cắp hơn. Thực tế là bọn tội phạm có thể sử dụng công nghệ để tìm và khai thác điểm yếu của những chiếc xe mới hơn, cụ thể là đánh cắp chúng mà không cần chìa khóa điều khiển từ xa. Cuộc điều tra về vụ trộm xe hơi bắt đầu vào tháng 2 và có sự tham gia của các sĩ quan từ Vancouver, Delta, Langley và Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada CBSA. Các nhà chức trách đang khuyến khích chủ xe kiểm tra thực tế để bảo đảm xe của họ được khóa ngay cả sau khi khóa bằng chìa khóa điều khiển từ xa và lắp đặt các thiết bị chống trộm như là khóa vô lăng, thiết bị theo dõi GPS hoặc là thiết bị cố định xe. Tỉnh Bang Quebec tiến hành lệnh hoãn trục xuất người thuê nhà lớn tuổi trong 3 năm. Khi cuộc khủng hoảng nhà ở vẫn tiếp diễn, chính quyền Quebec đã thông qua một dự luật sẽ áp dụng lệnh hoãn trục xuất trong 3 năm và bảo vệ nhiều người cao tuổi hơn. Bộ trưởng Bộ Nhà ở France-Élan Duranceau đã ban hành luật mới nhằm tăng cường bảo vệ chống trục xuất đối với những người cao tuổi đã sống trong nhà của họ ít nhất 10 năm. Luật này hạ độ tuổi được bảo vệ chống trục xuất từ 70 xuống 65 và tăng giới hạn thu nhập để đủ điều kiện lên 25%. Trong quá trình nghiên cứu dự luật, hai đảng Quebec Solidaire QS và Parti Québécois PQ đã cố gắng mở rộng hơn nữa quyền bảo vệ đối với người cao tuổi, nhưng bộ trưởng đã từ chối, nói rằng cần phải duy trì sự cân bằng. Bà cho biết vì tỷ lệ nhà trống hiện đang rất thấp, nên luật mới cũng sẽ cấm trục xuất nhằm mục đích chia nhỏ nhà ở, mở rộng đáng kể hoặc thay đổi mục đích sử dụng. Lệnh hoãn có thể kết thúc sớm hơn nếu tỷ lệ nhà trống tại tất cả các trung tâm đô thị của Quebec có dân số ít nhất 10.000 người đạt 3%. Dự luật gần đây đã được sửa đổi để cho phép lệnh hoãn tiếp tục ở một số khu vực nhất định của tỉnh bang Quebec, ngay cả khi tỷ lệ nhà trống chung đạt 3%. Luật mới của Bộ trưởng Duranceau đại diện cho một sự thay đổi lớn về định hướng của chính phủ. Quebec cũng thông qua luật phạt những người đe dọa quấy rối các chính trị gia. Cơ quan lập pháp của Quebec đã thông qua một dự luật, bao gồm mức phạt lên tới $1,500 cho bất kỳ ai đe dọa hoặc quấy rối một chính trị gia. Chính quyền Liên minh Avenir Quebec cho biết luật này là cần thiết để ngăn chặn sự gia tăng các đơn từ chức của các quan chức được bầu, đặc biệt là ở cấp thành phố, nhưng những người chỉ trích cho rằng luật này đe dọa quyền tự do ngôn luận. Chính quyền đã đưa ra luật này ngay sau khi một tổ chức đại diện cho các thành phố Quebec công bố một cuộc khảo sát cho thấy 74% các nhà lãnh đạo thành phố được bầu báo cáo đã từng bị quấy rối và đe dọa, và 741 trong số 8.000 người đã nghỉ việc kể từ khi các cuộc bầu cử được tổ chức trên toàn tỉnh vào năm 2021. Ngoài tiền phạt, luật này cho phép các quan chức được bầu yêu cầu tòa án cấp cao ban hành lệnh cấm đối với một công dân mà đe dọa hoặc là quấy rối họ. Bộ trưởng Bộ các vấn đề đô thị Andre Laforest đã sửa đổi dự luật để đáp lại những lời chỉ trích, bao gồm cả từ các công ty truyền thông, nhằm đưa vào nội dung khẳng định quyền của công dân được tự do tham gia vào các cuộc tranh luận công khai. Bộ trưởng Laforest cũng sửa đổi dự luật để chỉ rõ rằng các công tố viên chứ không phải cơ quan bầu cử cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm buộc tội bất kỳ ai đe dọa hoặc uy hiếp một chính trị gia. Cảnh sát RCMP của Saskatchewan suy ngẫm về bài học từ vụ thảm sát năm 2022. Cảnh sát Hoàng gia Canada Saskatchewan đã công bố bản đánh giá nội bộ và phản ứng của mình đối với vụ thảm sát vào tháng 9 năm 2022 tại James Smith Cree Nation và Weldon. Trợ lý ủy viên Rhonda Blackmore đã trình bày các phát hiện và giải quyết các khuyến nghị từ hai cuộc điều tra của cảnh sát liên quan đến vụ việc. Miles Sanderson đã giết 11 người và làm bị thương 18 người khác trước khi chết vì dùng cocaine quá liều sau cuộc truy đuổi của cảnh sát. Các khuyến nghị chính trong bản đánh giá của cảnh sát Hoàng gia Canada bao gồm đóng dấu ảnh trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát để bảo đảm tính chính xác, tăng cường nguồn lực thực thi pháp luật về ma túy, mặc dù thiếu hụt nhân sự và ưu tiên những người phạm tội có tiền sử bạo lực gia đình trong các hoạt động thực thi lệnh bắt giữ. Cảnh sát Hoàng gia Canada cũng phải chịu sự giám sát chặt chẽ về cách xử lý tội phạm Sanderson trước các vụ tấn công, bao gồm các hành vi phạm tội bạo lực lặp đi lặp lại và các hoạt động di chuyển được biết đến giữa Saskatoon và James Smith. Ngoài ra, cuộc điều tra về cái chết của Sanderson kêu gọi tăng cường đào tạo các thao tác lái xe có nguy cơ cao. Cảnh sát RCMP đã đồng ý xem xét thêm một mô đun lái xe nâng cao tùy chọn, nhưng nhấn mạnh những rủi ro vốn có của các biện pháp can thiệp như vậy. Đánh giá này
nhằm mục đích là để cải thiện phản ứng của cảnh sát và an toàn công cộng trong các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Xu hướng bất động sản thương mại chuyển sang cho thuê theo mục đích cụ thể. Phân tích 12 thị trường bất động sản thương mại lớn nhất của Canada cho thấy các nhà phát triển đã chuyển trọng tâm sang xây dựng nhà cho thuê có mục đích, một số là xây dựng chung cư dân cư mới và các tòa nhà thương mại. Báo cáo bất động sản thương mại năm 2024 của Remax Canada, trong đó xem xét hàng chục thị trường trong quý đầu tiên của năm nay, cho biết bất động sản công nghiệp và nhà ở chung cư là các loại tài sản có hiệu suất cao nhất tại tất cả các thành phố. Báo cáo cho biết quyết định hủy bỏ thuế GST đối với các công trình nhà ở mới của chính phủ liên bang đã thúc đẩy việc xây dựng nhà cho thuê có mục đích, vốn là trọng tâm chính tại mọi trung tâm đô thị lớn được phân tích, tiếp theo là nhà ở cho sinh viên và nhà ở cho người cao tuổi. Chủ sở hữu các trung tâm thương mại và quảng trường cũng ngày càng khám phá một thành phần dân cư trong bối cảnh thúc đẩy mật độ dân số cao hơn, báo hiệu xu hướng rõ ràng hướng tới các dự án phát triển hỗn hợp trong tương lai. Nhưng do dân số Canada ngày càng gia tăng, hiện đã vượt quá 40 triệu người, nên những nỗ lực thúc đẩy xây dựng nhà ở vẫn chưa đủ, theo chủ tịch của Remax Canada. Trong số những phát hiện khác, trong báo cáo, cho biết là các cửa hàng bán lẻ địa phương đang hoạt động tốt, bất chấp sự phổ biến của thương mại điện tử, nhờ sự chuyển dịch từ các cửa hàng bán hàng hóa như là quần áo sang các cửa hàng tập trung vào cung cấp dịch vụ. Báo cáo cũng nêu bật các xu hướng như là ngành dịch vụ khách sạn đã hồi sinh mạnh mẽ ở nhiều khu vực và nhu cầu mạnh mẽ đối với bất động sản công nghiệp trên khắp Canada. Một người nộp thuế đã flip nhà từ 8 năm trước nhưng nhận được cuộc gọi từ CIA hôm nay. Ngân sách liên bang năm 2022 đã triển khai các quy tắc mới chống flip nhà đối với bất động sản nhà ở, bao gồm bất động sản cho thuê, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Các biện pháp này nhằm mục đích là giảm nhu cầu đầu cơ và làm giảm tốc độ tăng giá quá mức trên thị trường nhà ở. Theo các quy tắc này, chủ nhà không thể yêu cầu miễn trừ khi khai thuế căn nhà đã bán, đã flip, cho nó là nơi cư trú chính để tránh thuế đối với capital gain nếu họ đã bán bất động sản đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua. Thay vào đó, bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ các giao dịch bán như vậy sẽ bị đánh thuế là 100%, ngoại trừ các sự kiện quan trọng trong cuộc sống như là tử vong, tàn tật, ly thân và chuyển công tác. Mặc dù các quy tắc này chỉ áp dụng từ năm 2023 trở đi, cơ quan thuế vụ Canada vẫn có thẩm quyền khiếu nại các giao dịch bất động sản trước đây bị nghi ngờ là đầu cơ. Trường hợp này đã xảy ra với một người nộp thuế ở Alberta, một cộng sự bất động sản, đã bị CIA đánh giá lại cho năm thuế 2016 của mình, sau khi không báo cáo khoản lãi là 73.000 đô la từ quyền sở hữu chỉ trong vòng 33 ngày đối với một bất động sản ở Calgary. Người nộp thuế này không khai báo lợi nhuận, tuyên bố rằng chi phí khấu hao hết lợi nhuận. Tuy nhiên, tòa án thuế thấy lời giải thích này không thuyết phục và cho phép CIA đánh giá lại sau thời hạn 3 năm thông thường do có sự trình bày sai lệch đáng kể. Người nộp thuế lập luận về cách xử lý capital gain, trong đó chỉ có 50% thu nhập phải chịu thuế, và tìm cách giảm thu nhập bằng cách đưa ra các chi phí bổ sung. Tòa án đã bác bỏ các chi phí này vì không đáng tin cậy và mơ hồ. Cuối cùng, thẩm phán kết luận rằng ý định của người nộp thuế không phải là cho thuê bất động sản mà là để flip nhà để kiếm lợi nhuận. Tòa án duy trì quyết định của CIA về việc coi khoản thu nhập 73.000 đô la hoàn toàn là thu nhập kinh doanh thay vì là capital gain. Các bác sĩ nhi khoa cho biết tất cả thanh thiếu niên nên được sàng lọc các chứng rối loạn ăn uống. Hội Nhi khoa Canada đang kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính sàng lọc tất cả bệnh nhân vị thành niên về chứng rối loạn ăn uống trong các lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và các lần khám bệnh khác. Hội đã ban hành các hướng dẫn mới vào thứ Năm để giúp các bác sĩ nhi khoa, bác sĩ gia đình và y tá chẩn đoán chứng rối loạn ăn uống vì các trường hợp đã tăng vọt kể từ đại dịch COVID-19. Tiến sĩ Holly Augustino, tác giả chính của các hướng dẫn, cho biết thời gian chờ đợi cho các chương trình điều trị rối loạn ăn uống đã tăng đáng kể và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng có thể giúp phát hiện sớm các chứng rối loạn ăn uống và làm việc với bệnh nhân và gia đình của họ để thay đổi hành vi ăn uống. Tiến sĩ Augustino cho biết quá trình sàng lọc ban đầu có thể diễn ra nhanh chóng, chỉ cần một vài câu hỏi về sự thay đổi cân nặng, thói quen tập thể dục và hình ảnh cơ thể. Đôi khi các bác sĩ không xem xét chứng chán ăn ở những bệnh nhân không có vẻ ngoài quá gầy, là nam giới hoặc là do sắc tộc. Chứng rối loạn ăn uống không chỉ được xác định bởi cân nặng mà còn bởi những suy nghĩ, ám ảnh,
và nỗi sợ hãi về việc tăng cân hoặc tập thể dục cưỡng chế. Simons sẽ mở thêm hai cửa hàng ở Toronto. Simons, một nhà bán lẻ lâu đời có trụ sở tại Quebec, chuẩn bị mở rộng sự hiện diện của mình tại Toronto với các cửa hàng mới tại các trung tâm thương mại Yorkdale và Eaton Centre. Khoản đầu tư 75 triệu đô la sẽ tăng số lượng cửa hàng của Simons lên 19 và thúc đẩy doanh số hàng năm lên 15%, tạo thêm 400 việc làm mới vào mùa đông năm 2025. Mặc dù có lịch sử 184 năm, Simons luôn có cách tiếp cận thận trọng đối với việc mở rộng, nhấn mạnh chiến lược kiên nhẫn và chất lượng của công ty hơn là tăng trưởng nhanh chóng. Các địa điểm mới tại Toronto là một phần của kế hoạch mở rộng trị giá 300 triệu đô la, trước đây bao gồm các cơ sở mở tại Halifax và Pointe-Claire. Simons đã vượt qua những thách thức về kinh tế và thay đổi lãnh đạo. Việc nhà bán lẻ Nordstrom của Hoa Kỳ rời khỏi Canada đã tạo ra cơ hội cho Simons mua lại các không gian bán lẻ. Những người thật sự giàu có trên thế giới đang ngày càng giàu hơn, bao gồm cả người Canada. Tài sản của những người giàu trên thế giới đang đạt mức kỷ lục một lần nữa, Bắc Mỹ dẫn đầu theo một báo cáo công bố tuần này. Theo báo cáo Tài sản Thế giới thường niên lần thứ 28 của công ty tư vấn Capgemini, trên toàn cầu, tài sản của những người có giá trị tài sản ròng cao đã tăng 4,7% vào năm ngoái, đạt mức 86,8 ngàn tỷ đô la và số lượng của họ cũng tăng 5,1% lên gần 23 triệu người. Đó là một sự thay đổi lớn so với năm 2022, khi cả tài sản và số lượng của họ đều giảm. Trong số 23 triệu người đó, có 1% là nhóm nhỏ những người nắm giữ 34% tài sản của thế giới. Nhưng cũng có những triệu phú trung bình với tài sản trị giá từ 5 đến 30 triệu đô la, và những người được gọi là những triệu phú hàng xóm có tài sản chỉ từ 1 triệu đến 5 triệu đô la. Những người giàu ở Bắc Mỹ đã có mức tăng lớn nhất, tài sản của họ tăng 7,2% và dân số của những người giàu có tăng 7,1%. Hoa Kỳ chiếm phần lớn trong số đó, một phần nhờ vào hiệu suất phi thường của cổ phiếu công nghệ Magnificent Seven, một nền kinh tế mà đã trong tình trạng tốt hơn hầu hết các nền kinh tế trên thế giới cũng góp phần. Theo báo cáo, S&P 500 đã công bố mức tăng hơn 24% vào năm 2023, tăng 11% chỉ riêng trong quý tư. Vận may của người Canada cũng tăng lên, những người có giá trị tài sản ròng tăng cao hơn thêm 3,8% và dân số giàu có tăng 3,6%. Theo báo cáo, sau năm 2022 khó khăn, TSX đã công bố mức lợi nhuận 8% vào năm 2023, dẫn đầu là lĩnh vực công nghệ tăng vọt gần 57%. Nhưng lĩnh vực vật liệu giảm gần 3%. Nghiên cứu của Capgemini đã phát hiện ra rằng sự thay đổi về tài sản toàn cầu đã dẫn đến một sự thay đổi đáng kể về thái độ. Hài lòng với việc chỉ giữ tiền của mình trong năm 2022, thì những người giàu có hiện đang tìm cách tăng trưởng tiền. Những người giàu có đầu tư tiền của họ ở đâu? Không phải vào cổ phiếu nhiều. Capgemini cho biết những người có giá trị tài sản ròng cao đã giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 21%, giảm 2%, mặc dù hiệu suất chung của thị trường chứng khoán vẫn vững chắc. Những người rất giàu đang tìm kiếm sự tăng trưởng đang chuyển sang các khoản đầu tư thay thế có lợi nhuận cao như là hàng hóa, tiền tệ, vốn tư nhân, quỹ đầu cơ và tài sản kỹ thuật số. Phân bổ vào các khoản này đã tăng từ 13% vào năm 2022 lên 15%. Tiền điện tử rất phổ biến, một nửa số nhà quản lý tài sản mà Capgemini khảo sát báo cáo rằng khách hàng quan tâm tăng đột biến. Bất động sản cũng vậy, những người giàu có đã tăng lượng nắm giữ bất động sản của họ thêm 4% lên gần 20% phân bổ. Bất chấp lãi suất thế chấp cao hơn, thị trường bất động sản hạng sang toàn cầu vẫn tăng mạnh vào cuối năm 2023 khi những người giàu đầu tư vào nhà ở thứ cấp, báo cáo này cho biết. Dubai đã tăng gấp đôi doanh số bán nhà siêu sang và London thì tăng 25%. Mặc dù không quá hấp dẫn, nhưng phân bổ danh mục đầu tư thu nhập cố định đã tăng lên 20% vào năm 2023, tăng 5 điểm phần trăm, vì lạm phát hạ nhiệt khiến cho những tài sản này hấp dẫn hơn. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada tăng lên mức 0,7307 đô la Mỹ và bằng 0,6713 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.628 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ tương đương 25.465 đồng Việt Nam. Giá vàng tăng lên 2.375,74 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.248 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Kênh Culture Channel có tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an. Hoàng Anh kính chào tạm biệt.